12 ngày trốn chạy của kẻ ám sát Tổng thống Mỹ Lincoln Sau phát súng cướp đi sinh mạng Tổng thống Lincoln năm 1865, John Walker Booth tìm đường trốn đến Virginia với chiếc chân gãy nhưng cuối cùng không thể thoát thân. Tối 14 tháng 4 năm 1865, nam diễn viên John Walker Booth 26 tuổi lặng lẽ bước vào nhà hát Ford ở Washington, DC. Không ai mảy may quan tâm bởi Booth thường xuyên biểu diễn tại đây. Booth còn lấy địa chỉ nhà hát làm nơi nhận thư tín bởi anh ta không có chỗ ở cố định trong thành phố. Ngay sau 22 giờ, bút bước tới ban công riêng của Tổng thống Abraham Lincoln trong lúc ông đang chăm chú theo dõi một vở kịch trên sân khấu. Anh ta khóa chiếc cửa sau lưng để không ai khác vào được. Bút kiên nhẫn chờ đợi, anh ta biết sẽ có những tiếng cười vang dội trong khán phòng vì một chi tiết hài hước của vở kịch. Đúng như dự tính của bút, khi khán giả ồ lên thích thú, anh ta bước tới bên Tổng thống Lincoln với khẩu súng lục nhỏ, ngắm vào đầu ông và bóp cò. Vụ ám sát diễn ra vào cuối nội chiến Mỹ, diễn ra giữa liên bang miền Bắc với liên minh miền Nam. Sau khi Lincoln đắc cử tổng thống năm 1860, 11 bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Mỹ tuyên bố ly khai và lập ra liên minh miền Nam. 25 bang còn lại ủng hộ chính phủ được gọi là liên bang miền Bắc. Bút và một số người khác ủng hộ liên minh miền Nam muốn sát hại ba quan chức quan trọng nhất của liên bang miền Bắc, gồm ông Lincoln, phó tổng thống Andrew Johnson và ngoại trưởng William H. Seward. Sau khi chứng kiến ông Lincoln bị bắn, thiếu tá Henry Rathbone, người ngồi gần tổng thống, đã cố gắng khống chế bút nhưng bị nam diễn viên đâm dao vào tay. Bút sau đó nhảy xuống từ ban công, vấp ngã khiến chân anh ta bị gãy. Dù vậy, anh ta vẫn nhanh chóng đứng lên và chạy qua sân khấu. Nhiều khán giả lúc đó tưởng rằng Bút là diễn viên của vở kịch nên không phản ứng. Sau khi đệ nhất phu nhân Mary Lincoln và Tragbon hét lên chặn anh ta lại, nhiều người cùng lao lên để cố gắng bắt Bút nhưng anh ta đã chạy ra từ cửa hông nhà hát và cưỡi ngựa tẩu thoát. Nửa giờ sau, Bút đi qua cầu Navy Jack để vào Maryland. Cuộc chạy trốn của Bút đã suýt kết thúc khi một lính canh ngăn anh ta lại vì dân thường bị cấm qua cầu sau 21 giờ. Tuy nhiên, sau khi bút bình tĩnh cung cấp danh tính và giải thích anh cần về nhà ở thị trấn gần đó, người lính canh đã cho anh ta qua. Bút gặp David Heron, 23 tuổi, đồng phạm của anh ta trong âm mưu sát hại ba quan chức quyền lực nhất của Liên bang miền Bắc, trên đường đến Suratovin, Maryland, cách nhà hát pho khoảng 13 km. Họ đến một quán rượu để lấy súng, ống nhầm, đạn dược và một chai rượu whisky mà họ đã yêu cầu chủ quán chuẩn bị sẵn. Ngày thứ hai chạy trốn, 15 tháng 4, khoảng 4 giờ sáng, họ tìm đến nhà của một bác sĩ. Ông này giúp nẹp chiếc chân bị gãy cho bút và cho hai người đàn ông ngủ nhờ nhà mình dù không biết họ thực sự là ai. Cách đó khoảng 24 km, vào 7 giờ 22 phút, các bác sĩ tuyên bố Tổng thống Lincoln đã qua đời ở tuổi 56. Bút đã hoàn thành được một trong ba mục tiêu của anh ta. Các đồng phạm của Bút đã không sát hại được Phó Tổng thống Andrew Johnson và Ngoại trưởng William H. Seward như âm mưu ban đầu. Sáng ngày 16 tháng 4, Bút cạo sạch riêng mép để cải trang, rời khỏi nhà bác sĩ. Cả hai sau đó tìm đến nhà của Samuel Cox, một người ủng hộ liên minh miền Nam nhận thức được mối nguy hiểm, Cox quyết định không để hai người đàn ông ở lại trong nhà. Anh ta hướng dẫn họ đến trốn ở cánh rừng thông bên ngoài khu đất của mình. Hứa rằng sẽ có người đến giúp họ, Thomas Jones, đặc vụ của Liên minh miền Nam, sau đó đến gặp Bút và Heron trong rừng thông. Jones mang theo thức ăn, rượu whisky và báo, thứ Bút rất háo hức được xem. Anh ta muốn biết đất nước đang phản ứng như thế nào với việc làm của mình. Jones nói với hai người rằng họ phải đợi thêm một thời gian để vượt qua sông Potomac vào Virginia. Jones cho biết quân liên bang miền Bắc đang ở vùng lân cận và việc di chuyển khỏi chỗ ẩn nấp lúc này là rất nguy hiểm. Tin tức này và tình trạng ngày càng tồi tệ của chiếc chân gãy khiến Bush vô cùng khó chịu. Ngày 19 tháng 4, khi tang lễ tổng thống Lincoln diễn ra sau buổi trưa tại phòng đông Nhà Trắng, Bush và Heron vẫn ở trong rừng thông gần Rich Hill. Họ mất kiên nhẫn nhưng vẫn để tâm tới lời cảnh báo từ Jones. Thêm vào đó, họ có rất nhiều rượu whisky để giải khoay. Ngày 20 tháng 4, vào hoàng hôn, Jones đưa Bush và Heron đến sông Potomac để lên thuyền. Hai người bị lạc do bóng tối và sương mù nhưng sương mù cũng giúp họ ẩn mình khi đi qua một pháo hạm của liên bang miền Bắc. Sau nhiều giờ chèo thuyền trong giá lạnh, họ tới được Virginia vào ngày 23 tháng 4. Ngày 24 tháng 4, Bút và Heron đến trang trại của Richard Garrett, một nông dân trồng thuốc lá. Bút nói rằng mình là một người lính liên minh miền Nam bị thương trần nơi trú ẩn và được cho tá túc. Để truy tìm Bút, một trong những cuộc săn lùng lớn nhất lịch sử Mỹ đã diễn ra, với hàng nghìn binh sĩ được điều động và dân thường cũng nhiệt tình tham gia. Bộ trưởng chiến tranh Edwin M. Stanton trực tiếp chỉ đạo chiến dịch, treo thưởng 50.000 đô la Mỹ, tương đương 900.000 đô la Mỹ theo giá trị hiện nay, cho người cung cấp thông tin dẫn đến bút. Bút thức dậy khá muộn vào sáng ngày 25 tháng 4, ngày trốn chạy thứ 12. Vì bút quá mệt mỏi nên con trai nhà Garrett phải đánh thức anh ta. Bút dùng bữa sáng và tự thưởng cho mình một ly whisky. Anh ta cũng chơi đùa với lũ trẻ nhà Garrett. Garrett nghi ngờ và một lần nữa đặt câu hỏi cho bút. Anh ta vẫn giữ nguyên câu chuyện của mình. Hai người xin tá túc tại nhà Garrett thêm một đêm nhưng khác với đêm trước họ không được phép ngủ trong nhà. Gia đình Garrett đưa hai người đến kho thuốc lá trong trang trại. 2 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 4, đội kỵ binh New York số 16 của Liên minh miền Bắc bao vây trang trại. Không rõ liệu có phải gia đình Garrett đã báo tin hay không nhưng họ không ngán đường đội kỵ binh. David Heron ngay lập tức đầu hàng. Bút thì không, kỵ binh châm lửa đốt nhà kho. Tôi sẽ không để mình bị bắt sống đâu. Bút hét lên, cầm khẩu súng trường và súng lục lao về phía cửa sau của nhà kho. Sĩ quan Boston có Bé tiếp cận từ phía sau nhà kho và bắn vào phía sau đầu bút. Nam diễn viên ngã quỵ và được những người lính khiêng ra ngoài. Hãy nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết vì đất nước này. Bút nói với các người lính. Kỵ binh cố gắng cho Bút uống nước nhưng anh ta không thể nuốt xuống. Các sĩ quan nhận thấy mạch của Bút ngày càng yếu. Bút nhìn chầm chầm vào tay mình và nói lời cuối đời. Vô ích, vô ích. Nam diễn viên chết khoảng 3 giờ sau khi bị bắn. Sĩ quan Cobbett ban đầu bị bắt vì không tuân theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Stanton là bắt sống Bút, nhưng sau đó được trả tự do. Truyền thông và công chúng coi Cobbett là người hùng. David Heron bị đem ra xét xử và bị treo cổ, đối với Cobbett, ông không thể quên giây phút sau khi bút trúng phát đạn của mình. Khi bút nằm trước mặt tôi, tôi thấy viên đạn đã găm vào gần đúng vị trí mà hắn ta đã bắn ngài Lincoln, lúc đó tôi tự nhủ, gieo nhân nào gặt quả nấy, Cobbett kể.